Đây là một con đường này rất là đặc biệt, hai bên có hai cái bờ vách ở giữa là tảng nhựa. Hôm nay mình thấy một cái viên, mình mới đi toilet, đi tiểu, xin lỗi, đi tiểu, mình thấy một cái viên đá nó trông giống như là pha lê, nó gặp đây này. Ở đâu à? Đây là quặng sắt. Có những đạp hoa của người ta nghe, mới thấy đang mất tiêu rồi. Đâu rồi? Mới thấy. Đây đây. Đây này mọi người. Đây này. Tìm là. Ui trời, một gì. Trồng vô đây. Trong vắt à. Như này nằm đấy cả hàng triệu năm rồi, viên pha lê. Trong không nhỉ? Cầm cục này lên, người ta tưởng đâu là thủy tinh nhé. Phim mọi người. Kiếm cả trăm viên không bằng một viên trong như thế này. Ôm xong rồi.
đi vô mấy khu dân cư chó sủa này mới múc múc vào nó lộ ra. Cùi bình thường. Cái này để quay phim. Như là đi ăn tóc. Ăn tóc vàng màu nắng hay là màu nắng tóc thiệt không ơi. Ăn tóc vàng một cái dãy ui ở trên này có nguyên dãy luôn này. Để thả anh Hồng cao quá bức không thôi. Cục củi
những loại đá thạch anh nha mọi người. Thạch anh bình thường mà, ngoài tự nhiên. Ngày xưa người ta dùng những công cụ như thế này, người ta từ kỳ đồ đá người ta xài những công cụ đá như thế này. Loại đá này cũng khá là cứng. Trời thì khá là nắng. Núi luôn.